Dạ vâng, em Hoàng xin kính chào tất cả anh em và các bác. Ở video clip này, em lại tiếp tục lên sóng với tất cả bác một số dòng phụ kiện âm thanh như là cọc loa này, jack chuyển từ mỏ chim ra bắp chuối này và một số dòng jack bắp chuối súng bên em vừa mới về hàng nhá. Rồi, thì bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu cũng như là báo giá tới tất cả bác những dòng sản phẩm ngày hôm nay nhá. Thứ nhất thì em vừa về thêm được một ít, đó là những chiếc cọc loa châu Âu rất là xịn như thế này. Loại này bữa trước bên em cũng phân phối khá là nhiều cho tất cả bác rồi nhá. Loại này thì rất là đẹp nha các bác, rất là đẹp. Vừa sử dụng được bắp chuối này, vừa sử dụng được mỏ chim này, vừa sử dụng được càng cua nha các bác. Cọc này thì khá là dài. Đó, cho tất cả các bác đóng những cái thùng loa tai nơi nhá. Và loại này giá bên em để cho tất cả bác với giá là 450.000 đồng một cặp nhá. Một cặp như thế này sẽ là 450 nha các bác. Rất là xịn như thế này. Các bác về bắt dây vào chỗ này này. Đó. Em về được ít thôi, không có nhiều nha các bác. Số lượng rất là ít. Rồi, đi qua dòng thứ hai. Đây cũng là một dòng cọc loa đến từ châu Âu. Dòng này bên em bán rất là nhiều rồi nhá. Rất là nhiều rồi. Cũng đứt hàng khá là lâu. Nay mới về thêm được tầm khoảng hơn chục cặp nha các bác. Loại này thì các bác có thể nhìn thấy đồ mạ của nó này. Rất là đẹp nhá. Sáng bóng, rất là xịn. Loại này thì nó cũng vừa xài được càng cua này, mỏ chim này, và sau này chúng ta cũng có thể cắm được bắp chuối nha các bác. Cầm rất là nặng, rất là nặng nha các bác. Các bác về thay cho những chiếc cọc loa sử dụng mỏ chim hoặc những chiếc cọc loa lâu ngày nó xuống cấp, nó bị hư, hoặc các bác sử dụng đóng các thùng loa cao cấp, các dòng loa toàn dải, các bác lựa chọn dòng cặp loa này. Đó, mình về mình thi công. Rất là xịn nhá. Giá thì chỉ có 280.000 đồng một cặp thôi nha các bác. 280 một cặp thôi. Rất là đẹp như thế này. Rồi, đi qua dòng thứ ba. Đây cũng là một dòng của Nhật nha các bác, của Nhật. Đó, lô này em về toàn là hàng của châu Âu không à. Đây, rất là đẹp nha các bác. Thiết kế này. Đó, cũng vừa cắm được bắp chuối, vừa cắm được mỏ chim. Dòng này thì nó sẽ không cắm được càng cua nha các bác. Không cắm được càng cua. Mỏ chim mình dắt trên này xuống này, bắp chuối mình dắt ngoài này vào này. Đó, các bác mua về thay nhá. Loại này giá là 150 hai chiếc nha các bác. 150 một cặp nhá. Bác nào lấy hai cặp em sẽ bao ship nhá. Rồi, đi qua những sản phẩm tiếp theo. Đi qua một số dòng rắc súng này. Rắc súng này thì em hết hàng khá là lâu. Vừa mới về hàng được tầm khoảng 100 chiếc nha các bác. 100 chiếc. Loại này giá bên em vẫn để cho tất cả bác với giá là 100.000 đồng một chiếc nhé. Loại này thì nó sẽ có một đặc điểm như thế này. Khi các bác cắm vào, các bác xoáy như thế này, ở trước này nó sẽ nở ra, và nó rất là chặt nhé. Các bác đi dây vào đây này. Rồi, sau này các bác cũng có thể cắm thêm được một rắc bắp chuối nữa và mình đấu lên tép rời hoặc đấu lên một loa khác. Rất là ok nhá. Đó, dòng rắc chuối súng nha các bác. Giá là 100.000 một chiếc. Đó, em về được rất là nhiều này. Quay cho các bác xem này. Đó, rất là nhiều nhá. Rồi, đi qua sản phẩm tiếp theo. Đây là những dòng rắc chuyển từ mỏ chim ra bắp chuối nha các bác. Từ mỏ chim ra bắp chuối. Rất là đẹp như thế này. Khi các bác mua em sẽ bọc thêm một lớp co trong ở đây. Đó, để về các bác sử dụng cho an toàn nhé. Giá loại này sẽ là 180.000 đồng 2 chiếc nhé. 180.000 đồng 2 chiếc. Rồi, đây là loại càng cua nhé các bác. Càng cua này. Loa của các bác sử dụng là rắc càng cua, nhưng dây loa của mình là bắp chuối, thì các bác mua loại càng cua ra bắp chuối. Loại này giá cũng là 180.000 một cặp nha các bác. Rồi, đi qua sản phẩm tiếp theo. Cũng là rắc chuyển từ càng cua ra bắp chuối này và mỏ chim ra bắp chuối nha các bác. Loại này giá sẽ là 100.000 đồng 2 chiếc nhá. 100.000 2 chiếc. Rất là xịn như thế này. Đó, cắm bắp chuối. Còn loại này mỏ chim giá cũng là 100.000 2 chiếc. Bác nào có nhu cầu về những cái dòng phụ kiện âm thanh này thì cứ nhắc máy liên hệ cho em theo số điện thoại Zalo là 0969 569 157 nhé.
Rồi, những bác nào chưa đăng ký kênh, nhắn đăng ký, nhắn like để ủng hộ bên em nhé. Rồi em Hoàng xin kính chào tất cả anh em và các bác. Hẹn các bác các video tiếp theo. Xin chào.